luật chơi mới, từ đảng cử dân bầu đến bầu cử đảng bầu. Ở đất nước dân chủ, nếu muốn lên vị trí cao nhất trong chính quyền thì phải được lòng người dân. Nhưng ở Việt Nam thì lại khác, chẳng cần lòng dân, chỉ cần kết bè kéo cánh, tạo ra thế lực mạnh cho phe cánh của mình thì lên được đỉnh cao quyền lực. Lâu nay, người Việt Nam bị đảng phong cho vai trò là ông chủ, còn cán bộ đảng tự gọi mình là đầy tớ. Nhưng ở đất nước 100 triệu dân này, đầy tớ có quyền bóc lột ông chủ, có quyền sai khiến ông chủ và có quyền bịt miệng ông chủ và hơn thế nữa, bắt ông chủ phải diễn trò dân chủ vân vân. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn thường xuyên tổ chức các cuộc bầu cử tốn kém, nhưng là đảng cử dân bầu, đảng tự tổ chức những cuộc họp riêng tư cho các cấp, ở cấp cao nhất là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng để mà ăn chia. Khi đã chia ghế đâu ở đấy thì lại bắt ông chủ diễn trò hề dân chủ thông qua hình thức bầu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Trên thực tế, bầu cử dân chủ thể hiện được quyền tự do ứng cử và tự do bầu cử. Nếu người dân không được quyền tự do ứng cử, không có quyền tự do lựa chọn khi bỏ phiếu, thì cho bầu cử chỉ là giả hiệu, là phi dân chủ. Tuy nhiên, cứ 5 năm một lần, ông chủ bất đắc dĩ vẫn bị ông đầy tớ lôi đi thực hiện trò hề này, bởi danh sách trúng cử do các ông chủ bầu ra và thật kỳ diệu là luôn đúng theo danh sách mà các đầy tớ đã chia chác trước đó. Trò chơi phi dân chủ này đã thực hiện trong hơn 70 năm qua, giờ đây trò chơi này cũng hiện luôn trong đảng, với quyền lực lớn ở trong tay, Tô Lâm từng bước áp dụng quy tắc tô cử, đảng bầu. Bao lâu nay, đảng bắt người dân làm con tin và làm con rối cho trò chơi dân chủ của đảng, thì nay Tô Lâm quay ra biến đảng thành con rối cho nhóm Hưng Yên. Việc tô cử đảng bầu đã manh nha diễn ra từ khi Tô Lâm chưa lên tổng bí thư. Cụ thể là ngày 6 tháng 6, Tô Lâm buộc Bộ Chính trị phải đồng ý với việc lựa chọn Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an. Một khi Tô Lâm đã chủ động quyền lực thì thực hiện vở kịch Tô Lâm cử, Bộ Chính trị bầu, thì việc mở rộng cho dân chủ giả hiệu này trong toàn đảng có gì là khó đây. Có thể sắp tới trò chơi tô cử đảng bầu sẽ trở nên phổ biến hơn. Từ khi cướp được chính quyền đến nay, đảng đã dùng quyền lực tuyệt đối để tước đoạt quyền của nhân dân, bắt người dân phải thực hiện trò hề dân chủ theo ý đảng, để bịp dân dân và bịp dư luận quốc tế. Có lẽ vì thế giờ đây đảng đã gặp quả báo, 5 triệu đảng viên cũng phải diễn vở kịch bầu cử theo ý của những kẻ có quyền thế cao hơn. Luật chơi này đang dần trở nên phổ biến trong đảng. Hậu Nguyễn Phú Trọng, trò chơi quyền lực của thượng tầng đã chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ có phe phái, đàm phán để thỏa thuận, phân chia quyền lực, thì nay kẻ mạnh chỉ cần uy hiếp và triệt hạ sát ván những thế lực khác, rồi từ đó áp đặt luật chơi do chính mình đặt ra mà chẳng cần đàm phán gì nữa. Thời của Tô Lâm không cần phải lấy lòng các phe phái khác để đạt được mục đích, mà đơn giản chỉ cần đánh ra những kẻ cầm đầu phe đối thủ thì lúc đấy chẳng kẻ nào còn dám từ chối đòi hỏi mà kẻ mạnh đưa ra. Với vị thế như hiện nay, Tô Lâm đang kiểm soát toàn bộ. Bộ Công an được Lương Tam Quang thực hiện chính sách Hưng Yên hóa để đảm bảo quyền lực tuyệt đối cho Tô Lâm, thì có thể nói ở ngôi cao Tô Lâm cứ an tâm mà áp đặt luật chơi của mình cho đảng. Hiện nay số ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên chưa nhiều, nhưng với luật chơi tô cử đảng bầu thì không mấy chốc thế lực Hưng Yên sẽ bao trùm lên tất cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin luật chơi mới từ đảng cử dân bầu đến tô cử đảng bầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thăng chức cho Vũ Hồng Văn, một lần nữa Bộ Chính trị bị Tô xỏ mũi. Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Hồng Văn vào ghế Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là của Bộ Chính trị, tuy nhiên ai cũng hiểu đây là ý của Tô Lâm. Như vậy rõ ràng Bộ Chính trị đã không còn là bộ siêu quyền lực nữa, mà phải chịu sự chi phối của một cá nhân. Một bộ siêu quyền lực bao lâu nay đứng trên mọi cá nhân, đứng trên mọi loại luật, cả về đảng, luật đảng, nhẫn luật pháp, mà giờ đây phải ngoan ngoãn vâng lệnh một cá nhân. Thật sự quyền lực của đảng đang bị chuyển hướng rất mạnh.
hiện nay rất nhiều nhân vật lớn trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng vẫn còn tôn sùng ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói nếu không có ông Trọng thì đã không có Tô Lâm. Dù ông Trọng không có ý định truyền ngôi cho Tô Lâm, nhưng rõ ràng ông đã nuôi lớn một con thú dữ để giờ đây nó nhè nành vùng vuốt và thành phần còn lại trong Đảng, mà trong đó có rất nhiều người đệ tử trung thành với ông Trọng. Cho dù có lòng và mục đích cá nhân là muốn triệt hạ đối thủ, nhưng ông Trọng thật tâm muốn tốt cho Đảng. Tuy nhiên vì sử dụng nhầm người và sai biện pháp nên ông đã để lại cho một Tô Lâm quân phiệt, độc tài và chủ nghĩa bè phái có cơ hội lớn mạnh như ngày hôm nay, đặc biệt là phe nhóm Hưng Yên của ông ta. Một khi Tô Lâm đã thao túng được Bộ Chính trị thì không bao giờ ông để cho thành phần này lại có cơ hội ngóc đầu lên nữa. Tất cả mọi thế lực khác trong Đảng đều phải chấp nhận luật chơi mà Tô Lâm đưa ra hoặc là sẽ bị tiêu diệt. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, buổi sáng Hội nghị Trung ương họp bất thường nhất trí 100% bầu ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư. Thì chiều cùng ngày, Tô Lâm đã cho thịt 4 ủy viên Trung ương Đảng, nghĩa là Tô Lâm ra tay với chính những người mà trước đó vừa bỏ phiếu bầu cho ông ta làm Tổng Bí thư. Như thế mới thấy sự nhẫn tâm của tân Tổng Bí thư hiện nay nó như thế nào. Cho nên những người trong Bộ Chính trị hôm nay đồng ý với quyết định thăng chức cho Vũ Hồng Văn là em họ của vợ đầu Tô Lâm thì rất có thể ngày mai chính họ sẽ phải lên thớt. Bản tính của ông Tô Lâm vốn lạnh lùng và chỉ quan tâm đến mục tiêu đạt được. Ông sử dụng Bộ Chính trị của Trung ương Đảng như một cây mía vậy, ăn mía xong rồi thì vứt bã là chuyện rất bình thường với Tô Lâm. Ông Tô lên làm Tổng Bí thư, Đảng sẽ bước vào một giai đoạn mới, là giai đoạn thanh trừng nội bộ khốc liệt nhất. Với Tô Lâm thì dù có cố tỏ ra ngoan ngoãn thì cũng không hề an toàn. Điều này không cần phải chứng minh thêm, bởi vừa lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã chứng tỏ máu lạnh rất rõ ràng. Trong Ban Bí thư, Tô Lâm cũng cần phải loại bỏ rất nhiều người, trong đó có Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú. Ông Trạc từng nhảy vào mâm của Bộ Công an, định tranh chức Bộ trưởng, khiến Tô Lâm không thể rời ghế ngay sau khi hạ Võ Văn Thưởng. Nếu để lại ông Trạc thì hậu họa về sau đối với họ Tô sẽ rất khó lường, và phe cánh Hưng Yên của ông ta cũng như vậy. 7 ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí thư từng được ông Trọng cất nhắc, chẳng lẽ giờ đây đều chịu bất lực trước một mình Tô Lâm hay sao? Đây là câu hỏi mà dư luận đang đặt ra. Nếu Ban Bí thư của ông Trọng không đoàn kết lại để chống lại Tô Lâm thì sẽ chẳng có cơ hội nào để yên ổn, chứ đừng nói đến tiến thần. Bởi Tô Lâm vốn không tin dùng người ngoài tỉnh như ông Trọng. Nếu Ban Bí thư cũ thất thủ thì chắc chắn sau đó đến lượt Bộ Chính trị cũng sẽ thất thủ, sẽ trở thành một tập thể con rối, chỉ biết vân lệnh và phục tùng mỗi mình Tô Lâm mà thôi. Vũ Hồng Văn được thăng chức, Nguyễn Duy Ngọc trở thành tay hòm chìa khóa cho Tô Lâm, không những Ban Bí thư bị Hưng Yên hóa mà còn bị công an hóa. Dự là thời gian sau sẽ có rất nhiều nhân vật từ Bộ Công an chuyển sang Ban Bí thư để mà nắm các chức vụ chủ chốt tại đây. Những người hiện tại còn trong Ban Bí thư nên chuẩn bị tinh thần để có thể bị Tô Lâm thịt bất cứ lúc nào. Nhà nước công an trị là như thế, giờ đây các ông quan to ở Trung ương cứ từ từ nếm trải. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm d với bản tin thăng chức cho Vũ Hồng Văn, một lần nữa Bộ Chính trị bị Tô xỏ mũi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm d.